À đây đeo cái vòng cỏ đây thôi thì chỉ luôn đây. À, một tay vậy, chỉ một tay đi. À, cho mọi người biết là cái đeo cái vòng cỏ. Thì đây cái vòng cỏ của nó, cổ con chó là nó như thế này. À, nó rít như thế này. Thì mọi người nhá, khi mà chúng ta đứng trước mặt con chó này, chúng ta đeo vòng là chúng ta đeo từ đằng trước mà. À, đứng trước mặt con chó thì cái đầu vòng này nó sẽ như thế này, nó ở bên tay trái. Nó ở bên tay trái nha các bạn nha. Bên tay trái và nó theo cái hướng thả xuống này. Đây. Mọi người để ý này. Thì sao? Nó như thế này là khi mà chúng ta kéo con chó này. Giả sử khi chúng ta muốn nhắc nó, chúng ta kéo nó này. Kéo một cái vòng nó sẽ rít vào. Nó sẽ nhắc con chó. Nó rít vào cổ con chó một cái, cho nên là kéo cái chúng ta phải nhả ngay. Là nó rít vào cổ con chó là để là đã đủ để con chó nó biết là chúng ta nhắc nó rồi. Đây. Nhả ra cái thì cái vòng nó sẽ nhả ngược lại lỏng cổ ngay. Là con chó nó không bị rít cổ. Nếu mà chúng ta đeo ngược thì cái vòng nó sẽ bị siết và nó bị giữ nhá. Chứ nó không trơn được như thế này đâu. Đây như thế này này, thả ra này. Thả ra này. Khi chúng ta thả lỏng dây ra thì bản thân cái đầu móc này nó cũng mang theo một cái sức nặng này. Nó sẽ thả, nó sẽ kéo cái này tụt xuống. Đấy là cái vòng cổ. Còn cái vòng này là bản thân là nó là một cái dây thẳng. Mọi người mà nuôi chó to giống gì cũng thế, chúng ta nên dùng cái vòng này. Nếu mà chúng ta dắt con chó đi chơi nên dùng cái vòng này nhé. Nó có rất nhiều kiểu vòng, nhưng mà cái kiểu vòng này nó kiểu vòng mà cái mặt đỡ ngang của nó này tương đối to này. Nó rít con chó nó không bị rít chặt cổ quá, bởi con chó to nó không như con chó nhỏ. Còn bản thân là cái vòng này nó là một cái sợi dây. À, thả ra thì mọi người sẽ nhìn thấy này. Đây nhá. Đây, nó là một cái sợi dây như thế này. Đấy. Khi mà chúng ta đeo vào này thì chúng ta đeo như thế này. Dùng một cái mắt này này cho chui qua cái lỗ. Dùng cái mắt cho chui qua cái lỗ này. Đây. Ok. Thì nó sẽ thành cái vòng. À, nhiều người thì cũng dùng cái vòng này nhưng mà chúng ta lại không biết làm sao để mà cho nó thành một cái vòng nó có cái móc rít như thế này. Thì đấy, đây là cái cách mà để cho nó thành cái vòng móc rít nha các bạn nhé. Chứ nhiều người là cứ chập hai cái đầu vòng này vào với nhau rồi mình xích con chó là nó bị sai cách mà nó mất cái tác dụng của cái vòng rồi đấy. Đây, đeo cho nó thì đây. Cái mắt này nó sẽ là ở bên trái con chó này. À, đeo này. À, mắt ở bên tay trái nhá. Ở đằng trước của con chó. Và bên tay trái. Ok. Đây. Móc. Đây. Có một mình thôi thành ra là khi quay nó sẽ hơi rung thì. Nhưng mà chắc là mọi người vẫn xem được. Ok. Đấy. Đấy là cái cách đeo vòng nhá. Cách đeo vòng. Còn khi chúng ta muốn con chó nó có ham một cái gì đấy, chúng ta kích chẳng hạn, để cho con chó nó ham, nó sâu dáng chẳng hạn, thì khi ấy chúng ta sẽ chốt cái vòng này vào. Đây, cái vòng và cái xích đây. Chúng ta chốt để cho cái vòng nó không bị rít nữa. Chúng ta không muốn cái vòng nó bị rít. Thì chúng ta, đây nha, chúng ta sẽ để nguyên cái đầu xích này. Và chúng ta móc thêm một phát nữa vào đây. Đây. Tức là cái vòng này chúng ta sẽ móc vào hai cái xích. Ok. Đây nè, nó sẽ được giữ cố định. Nó sẽ không bị rít nè. Đây. Mọi người thấy không? Cái này nó sẽ không bị rít đấy này. Ok, đây để mình sẽ thử sâu limit miss bone nhá. Rồi, limit đây, đây này. Đây, một lúc thôi là nó đã quen được hơn với lại cái vòng cổ đeo ở trên người nữa rồi.
Ok, để cột nó vào cái cột này nè. Ok. Đây, sẽ nhử lại tí vậy. Vừa mới ăn trưa. Dư được góc giò. À, limit. Limit.